Thưa quý vị, thưa các bạn, xã Xuân Vinh nằm ở phía đông nam huyện Xuân Trường, thuộc vùng tam giác của ba huyện Xuân Trường, Giao Thủy, Hải Hậu. Nên Xuân Vinh có một vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh của huyện. Thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của chính quyền và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng thuận, hưởng ứng của người dân, xã Xuân Vinh đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, đang xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Bước vào giai đoạn xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu với những yêu cầu nâng cao chất lượng về các tiêu chí, xã Xuân Vinh xác định đây là việc làm không hề dễ dàng. Nhưng với quyết tâm xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu, Đảng ủy xã Xuân Vinh đã ban hành các nghị quyết về lãnh đạo xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và từ bài học kinh nghiệm trong thực hiện xây dựng nông thôn mới và xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Xuân Vinh tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo phương châm dễ làm trước, khó làm sau, làm đâu chắc đấy. Đồng thời tạo các phong trào thi đua, huy động sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân và những người con quê hương đang sinh sống và làm việc trên mọi miền của Tổ quốc cùng tham gia thực hiện. Tổng kinh phí đã huy động cho chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của xã từ năm 2011 đến năm 2023 là trên 182 tỷ đồng. Riêng trong giai đoạn 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 là trên 64 tỷ đồng. Ý đảng lòng dân được thực hiện hóa bằng những việc làm thiết thực. Từ nguồn huy động đóng góp cho chương trình xây dựng nông thôn mới, xã đã đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi, điện đường, trường trạm, phục vụ đời sống nhân dân. Đến nay, 100% tuyến đường dòng ngõ xóm, đường trục xã liên xã, đường đổ nhựa và bê tông hóa, đảm bảo giao thông đi lại thuận tiện, đường trồng hoa và cây bóng mát, có hệ thống điện chiếu sáng, đảm bảo sáng xanh sạch đẹp. Là địa phương có địa hình bằng phẳng, đất đai phì nhiêu, có truyền thống thâm canh trong sản xuất nông nghiệp, nên cấp ủy chính quyền xã luôn đặc biệt chú trọng công tác phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, xây dựng cánh đồng lớn, chất lượng hiệu quả. Đã áp dụng cơ giới hóa, thực hiện liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm và được cấp mã số vùng trồng theo quy định. Cùng với đó, xã khuyến khích các hộ sản xuất kinh doanh phát triển các sản phẩm OCOP. Đến nay, xã có 5 sản phẩm OCOP được Ủy ban dân huyện công nhận sản phẩm 3 sao. Cùng với phát triển sản xuất nông nghiệp, trong những năm qua, xã Xuân Vinh còn duy trì một số ngành nghề phát triển khá, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân trong xã. Nhờ những chính sách khuyến khích phát triển kinh tế, sự cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất của người dân, nên thu nhập bình quân đầu người năm 2023 của xã đạt 84,85 triệu đồng trên người. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 0,68%. Các ban ngành đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên và nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường. Thường xuyên tổ chức các buổi tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, phát động cán bộ hội viên trồng hoa lệ đường, hướng dẫn người dân phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, thực hiện tốt công tác thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, vệ sinh đồng ruộng. Nhờ vậy, cảnh quan môi trường trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng sáng xanh, sạch đẹp. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính luôn được thực hiện. 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban dân cấp xã được niêm yết công khai và thường xuyên cập nhật, bổ sung theo đúng quy định. Thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu với tiêu chí xây dựng xóm thông minh, xã Xuân Vinh đã lựa chọn xóm 4 để xây dựng mô hình xóm thông minh và tiến hành rà soát các điều kiện, chỉnh trang hạ tầng kinh tế xã hội của xóm.
Trên cơ sở các yêu cầu của xóm thông minh, xóm đã tiến hành thành lập tổ công nghệ số cộng đồng, triển khai lắp đặt mạng Wi-Fi miễn phí tại nhà văn hóa xóm, phục vụ nhu cầu truy cập Internet của người dân. Đặc biệt, xóm còn triển khai lắp đặt 2 điểm camera an ninh nhằm giám sát, giảm thiểu các trường hợp vi phạm an ninh trật tự trên địa bàn. Đối với các tiêu chí thuộc các lĩnh vực nổi trội, xã đã rà soát và lựa chọn tiêu chí nổi trội về giáo dục. Đảng bộ, chính quyền địa phương và nhân dân xã Xuân Vinh luôn xác định giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu. Vì vậy đã tập trung đầu tư cho sự nghiệp giáo dục phát triển đồng bộ cả 3 cấp học. Cơ sở vật chất của các nhà trường đều được đầu tư xây dựng khang trang sạch đẹp, đảm bảo theo quy chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Môi trường trong và ngoài lớp học được đầu tư theo hướng lấy học sinh làm trung tâm, đáp ứng với yêu cầu của chương trình giáo dục đào tạo hiện nay. Các nhà trường đều có đầy đủ các phòng học, phòng chức năng và các công trình phụ trợ, có khu sân vui chơi, sân bãi tập, thư viện tiên tiến, đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, vui chơi của học sinh. Do có cơ sở vật chất đảm bảo nên chất lượng giáo dục của các nhà trường ngày một nâng cao. Luôn được Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo đánh giá xếp loại ở top đầu của tỉnh và huyện. Hiện trường mầm non và trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Cả 3 nhà trường đều đạt chuẩn xanh, sạch đẹp, an toàn. Trong nhiều năm qua, các trường học trong xã đều giữ vững danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và tiên tiến, được Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban dân tỉnh, huyện tặng nhiều cờ thi đua, bằng khen, giấy khen. Đối chiếu với các yêu cầu về tiêu chí giáo dục đã quy định trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Xã Xuân Vinh đạt tiêu chí số 5, tiêu chí về giáo dục theo tiêu chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Cùng với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, lĩnh vực y tế cũng được cấp ủy chính quyền xã Xuân Vinh quan tâm. Đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế của xã Xuân Vinh là 95,04%. Cùng với đó, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của xã phát triển mạnh mẽ, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Tất cả các xóm đều có nhà văn hóa được xây dựng kiên cố, có đầy đủ các trang thiết bị phục vụ hội họp sinh hoạt cộng đồng, có sân chơi thể thao, các dụng cụ, tập thể dục thể thao ngoài trời để nhân dân luyện tập. Đến nay, toàn xã có 11 trên 11 xóm đạt chuẩn văn hóa. Tỷ lệ gia đình văn hóa năm 2023 đạt 91%. Trên lộ trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, Đảng bộ, chính quyền xã Xuân Vinh luôn quan tâm đến công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xã được Ủy ban dân huyện công nhận đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Nhân dân hài lòng với kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở địa phương. Qua rà soát, Xuân Vinh đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Sau khi mà xã triển khai chương trình nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, tôi nhận thấy đời sống vật chất và tinh thần của mọi người dân trong xã đã được nâng cao rất rõ rệt. Diện mạo nông thôn mới đã ngày càng được đổi mới, phát triển toàn diện. Đường rong, ngõ xóm đã được bê tông hóa toàn phần. Mọi người dân trong xã đã được tiếp cận với Wi-Fi. Miễn phí các camera an ninh đã được lắp đặt tại ngã ba, ngã tư và khu dân cư. Nhờ vậy mà tình hình an ninh trật tự ở khu dân cư đã được rất tốt. Nhất là giáo dục đã có một cái thay đổi rất lớn. Con em chúng tôi đã được học trên một cái nền giáo dục khá tốt. Trường lớp thì xanh, sạch, đẹp, an toàn. Các cháu được học các bộ môn về văn hóa, được rèn luyện kỹ năng sống và phát triển toàn diện. Tôi rất là hài lòng về cái chương trình xây dựng nông thôn mới, nâng cao kiểu mẫu. Về Xuân Vinh hôm nay, mọi người dễ dàng nhận thấy miền quê này đang bứt phá và thay ra đổi thịt. Với sự thay đổi này chính là thành quả của sự đoàn kết một lòng giữa ý đảng lòng dân và cũng là tiền đề quan trọng để Xuân Vinh tiếp tục nỗ lực vươn lên hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng, chính quyền,
trong sạch vững mạnh trong những năm tiếp theo.